Thông An Lan Rừng Buôn Đôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là phiên ngày mùng 3 tháng 9 năm 2023. Hôm nay có 22 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Nay gồm có đơn combo này, quả hoàng cam này, rau sóc nhé cả nhà, hoàng nhãn tháng 4, cúc áo, nhất điểm hồng, cẩm cù này, báo hỷ kiếm lùn. Cả nhà yêu đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 nhé cả nhà. Cả nhà có thể gọi trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo hoàng nhãn tháng 4 nhé cả nhà. Đơn đầu tiên là cả nhà nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để xem video mới nhất nhé. Đơn đầu tiên là cặp hoàng đệ, cặp đai trâu rừng Buôn Đôn nhé cả nhà, hàng trung nhé, cặp trung nhé. Cặp này chia sẻ cho cả nhà 280 cặp này nhé. 5 lá, cây số 2. 6 lá. Lá xanh rất là đẹp nhé cả nhà. Cặp này 280 cho đơn số 1. Đơn số 2. Đơn này chia sẻ cho cả nhà đơn này 160k cho đơn số 2. Một cây này. Hàng nhỡ nhé cả nhà, hàng giống hàng nhỡ 2 này. Đây hàng chip này. 3 này. 4 và 5 nhé cả nhà. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 160k cho đơn số 2. Đơn số 3 là đơn giống. Trâu giống đơn này chia sẻ cho cả nhà 130k, 140k, 140k nhé. 1 cây này. 2 này. 3. Khúc này 3 cây nhé. 4 này. 5 6 7 và 8. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 140k cho đơn số 3. Đơn số 4. Đơn số 4 là đơn trâu nhỡ. Đơn này giống nhỡ 160k. Có một cây hoàng nhãn thẳng, có hai cây luôn nhé cả nhà, hoàng nhãn tháng 4 này. Một cây này trâu này. 2 này. Và 3 nhá, 3 khúc. 160k cho đơn số 4, hàng nhỡ. Đơn số 5. Đơn số 5, đơn này chia sẻ cho cả nhà 500k. Một cây trâu này, lá xanh rất là đẹp luôn. Bị lỗi một lá chân. Cây số 2, cây lá mít nhé cả nhà. Bản lá hơn 5 sen đấy, 5 sen rưỡi đấy. Trời đất tròn nhé cả nhà. Cái này là ra vào Tết, Tết luôn nha. Cái này vào ra hoa vào Tết đấy. Chơi Tết là ok luôn. 500k cho đơn số 5. Đơn số 6, đơn căn diệp nhé cả nhà. Căn diệp hoa màu vàng, hoa màu nâu nhé cả. Màu nâu tím, nâu đỏ đỏ. Chia sẻ đơn này 170k. Có một mắt này, một khúc này, hai khúc này. Khúc này nhiều mắt nhé. 1, 2, 3, 4, này. 5, 6, 7, 8 này. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 60k, 170k. Đơn số 7 là đơn cẩm cù lá xếp nhé cả nhà. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 80k. Cẩm cù lá xếp rất là đẹp luôn. Để bàn nhé cả nhà. Đây lá xếp rất là đẹp luôn. 80k cho đơn số 7. Đơn số 8 là đơn cúc áo. Một rổ này chia sẻ cho cả nhà 80k, 40k nhé. Một rổ cúc áo này về cả nhà ghép vào chậu lan hoặc là ghép riêng cũng đẹp. Hoa nó nhỏ nhỏ thôi nhé, nhí nhí nhỏ nhỏ. Đơn số 9 này là đơn combo hoàng nhạn và trâu nhé, hàng rời nhé. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 100k. Có một cây này. 2, 3 này. 4 này. 5, 6 này. 7, 8, 9 này. 10. 11 này. 12. 13. 14 này. 15. 16. 17. 18. 19. Đơn này quá rẻ luôn cả nhà ơi. 100k là quá rẻ rồi. Đơn số 9 100k nhé cả nhà. Đơn số 10. Đơn combo luôn, đơn này chia sẻ cho cả nhà 60k gồm có tam bảo sắc nha cả nhà. Tam bảo sắc quế tím này, sóc này. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 60k thôi, một đơn combo rất là nhiều loại. Đơn số 11 là đơn kim điệp xuân nhé cả nhà. Kim điệp xuân này chia sẻ cho cả nhà 100k. Hàng ghép lụa đấy nhá cả nhà. Về cả nhà chỉ việc treo chơi thôi. Kim điệp xuân, hoa hoa và mùa xuân. Đơn số 10
hai là đơn sóc to nhé cả nhà, đơn sóc to, ba cây sóc to này, ghép lũa, đã bám lũa nhé cả nhà. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 120k, 150k cho đơn số 12. Đơn số 13 là đơn cúc áo nha cả nhà, đơn này 50k nhé cả nhà, rất là đẹp luôn. Nhà về ghép vào lụa hoặc ghép vào chậu lan rất là đẹp, trang trí chậu lan. Đơn số 14 là đơn hỏa hoàng cam nhé cả nhà, một đơn duy nhất nha cả nhà, cũng chốt là rất là tí đây, rất là đẹp luôn này, lá rụt rịt luôn này, một khúc này, hai khúc này, ba khúc này đều có hoa rồi nhé cả nhà, 4 này, 5 này, 6 và 7, 8, 9 khúc. Chia sẻ cho cả nhà 200k cho đơn số 14 và đơn duy nhất viết sóc cẩm hoàng cam nhé. Đơn số 15 là đơn sóc nha cả nhà, đơn này sóc đẹp nha cả nhà, sóc rụt rịt này. Chia sẻ cho cả nhà 180k, một cây này, hai cây này, ba cây thân dừa này, bốn cây thân dừa luôn, cây bốn cây. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 180k cho đơn số 15, sóc đẹp nhé. Đơn số 16, đơn này chia sẻ cho cả nhà 130k, gồm combo sóc này, 1, 2, 3 này, sóc này, 4 sóc này, 5 sóc này. Còn đây là bạch ngọc nhé cả nhà, bạch ngọc này, lan ruồi, sóc bông này, một quế tím này, sóc luôn này, quế tím này. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 130k cho đơn số 16, đơn số 17 cũng đơn combo luôn. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 130. Một khúc này. Combo bạch ngọc này, quế tím này, sóc bông này với lại môi lược nhá cả nhà. 1 cái 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nhá. 130k cho đơn số 17. Đơn số 18 là đơn cẩm cù, đơn này chia sẻ cho cả nhà 100k, có một khúc cẩm cù này, là xếp 2, 3, 4 và 5 nhé cả nhà, 100k cho đơn số 18. Đơn số 19, đơn số 19 này là đơn này 90k, combo gồm có báo hỷ và nhất điểm hồng nhé, một khúc báo nhất điểm hồng này, hai báo hỷ này, hai dài báo hỷ này, ba này báo hỷ này, rất là đẹp nhé cả nhà, có 90k thôi vì cả nhà sưu tầm. Đơn số 19. Đơn số 20 là đơn nhất điểm hồng đang có nụ nhé cả nhà, một khúc này, hai khúc và ba bốn khúc nhé cả nhà, bốn khúc nhất điểm hồng. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 100k, đang có nụ rất là đẹp luôn, nguyên bản nữa nhé. Và đơn 21 là đơn kiếm lùn nhé cả nhà, đơn này chia sẻ cho cả nhà 100k, kiếm lùn rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, về cả nhà và làm tác phẩm rất là đẹp luôn, rất là nhiều thân nhé, nguyên bản luôn nhé. Về cả nhà bỏ vào lũa hoặc bỏ vào chậu rất là ok luôn, vào chậu có cao á. Và đơn số, đơn này là 180k nhé cả nhà, đơn kiếm lùn là 180k. Đơn 21. Đơn số 22 là đơn cuối cùng, là đơn trâu, đơn nhạn nhé cả nhà. Đơn nhạn này 150k, có một cây nhạn này, thân dừa, cây số 2 này, cây số 3 này, cây số 4 này và cây số 5 nhé cả nhà. Đây, đơn 22 là đơn cuối cùng, hôm nay có 22 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Cả nhà yêu đơn nào thì liên hệ với số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155518 nhé cả nhà. Cả nhà có thể gọi trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo. Nhắc xin nhắc lại số điện thoại của mình nhé, 0332155318 nhé cả nhà, hoặc số điện thoại 0337781128. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà và phiên tiếp theo, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Chào cả nhà nhé.